Xin được chuyển sang các tin tức thời sự quan trọng khác. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Chia Hai Than, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu của Campuchia đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới có khó khăn, đồng thời cảm ơn chính phủ Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam, đánh giá cao sự hợp tác giữa các bộ ngành hai nước, nhất là trong hợp tác thương mại và giáo dục đào tạo. Với 2.000 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tốt trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Chủ tịch nước đánh giá cao những thành công hoạt động bầu cử diễn ra tại cấp cơ sở của Campuchia vừa qua, tin tưởng cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở Campuchia cũng sẽ diễn ra tốt đẹp. Chủ tịch nước gửi lời chào kính trọng tới Quốc vương Sihamoni. Bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, Bộ trưởng Chia Hai Than chuyển lời thăm hỏi của Quốc vương và các nhà lãnh đạo Vương quốc Campuchia đến Chủ tịch nước. Bộ trưởng cảm ơn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã sang dự lễ hỏa táng Quốc vương Dorodom Sihanouk. Đề cập đến quan hệ song phương, Bộ trưởng cho biết tăng trưởng của Campuchia thời qua có sự đóng góp rất quan trọng của các nhà đầu tư Việt Nam và nhấn mạnh những nội dung hội đàm giữa hai bộ kế hoạch hai nước chính là sự thúc đẩy triển khai những cam kết cấp cao giữa hai nước. Bộ trưởng cảm ơn Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã tạo điều kiện cho đoàn đi thăm và tham khảo kinh nghiệm thu hút đầu tư và xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định. Bộ trưởng cũng đã thông báo với Chủ tịch nước chính sách thu hút đầu tư của chính phủ Campuchia thời gian qua, mong muốn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia, tin tưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015.